những cậu ấm cô chiêu ngậm thì vàng. Từ bé này khiến công chúng trầm trồ vì có bố mẹ là ngôi sao nổi tiếng trong showbiz và doanh nhân làm ăn thành đạt. Hai con của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà và doanh nhân Lưu Ích Nguyễn có bố là doanh nhân giàu có kèm xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc và mẹ là Ngọc Nữ, một thời của màn ảnh Việt. Hai em bé nhà Tăng Thanh Hà và Lưu Ích Nguyễn từ khi mới lọt lòng đã được chú ý không kém gì nhiều ngôi sao của showbiz. Sau đám cưới vào năm 2012, tháng 4 năm 2015, vợ chồng Tăng Thanh Hà đón con đầu lòng là một bé trai đặt tên là Richard. Đến năm 2017, cả hai tiếp tục sinh thêm một cô công chúa là Chloe. Đến nay, con đầu của Tăng Thanh đã gần 4 tuổi, còn bé thứ hai cũng đã khoảng 2 tuổi. Sau 8 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà và Lưu Ích Nguyễn đã có với nhau hai người con. Vì muốn để con phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác nên Tăng Thanh Hà chủ động giấu mặt của cả hai bé. Tuy nhiên với những hình ảnh lấp ló đằng sau lưng, nhiều người cũng chắc mẩm rằng hai cậu ấm cô chiêu này thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ kèm theo đó là cuộc sống trong nhung lụa giàu sang. Dù bận rộn nhưng vợ chồng Tăng Thanh Hà và Lưu Ích Nguyễn luôn cố gắng đưa các con đi đến nhiều nơi trên khắp thế giới để du lịch, hai bé cũng được sống và chăm sóc trong điều kiện cực kỳ tốt. Con trai của nam ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên bé Mathis Thiên Từ, hơn 2 tuổi, nổi tiếng với công chúng khi là một thiếu gia nhà giàu thực thụ. Ba của Thiên Từ là nam ca sĩ Đan Trường, ngôi sao ca nhạc hát nhất nhì Việt Nam, còn mẹ là chị Thủy Tiên, doanh nhân thành đạt trên đất Mỹ. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Thiên Từ đã được bố mẹ xây dựng cho một biệt thự, mà nói đúng hơn là tòa lâu đài ở Mỹ để dành tặng. Ngôi nhà này từng được bà xã của Đan Trường review mất hơn 30 phút vẫn chưa hết các phòng vì quá rộng. Khi gần 3 tuổi, Thiên Từ đã có thương hiệu thời trang, giày dép, nước hoa riêng mang tên của mình. Con trai của nam ca sĩ Đan Trường và vợ Thủy Tiên sở hữu thương hiệu thời trang riêng khi chưa đầy 3 tuổi. Sinh ra trong gia đình có bố làm nghệ thuật, bé Thiên Từ được đầu tư để tiếp xúc với các loại nhạc cụ từ nhỏ. Cùng với đó, hiện Thiên Từ biết nói 4 thứ tiếng dù chưa tròn 3 tuổi. Con trai của nữ ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy, con trai Lệ Quyên, tên thật là Kỳ Anh, tên thân mật bé Bo, chào đời năm 2011. Ca sĩ muốn con có một cuộc sống bình thường, tránh sự dòm ngó của dư luận nên nhiều năm giữ kín hình ảnh bé. Thỉnh thoảng, cô giới thiệu những bức hình chụp con nhưng giấu mặt. Ca sĩ từng chia sẻ cô rèn cho con trai nếp sống kỷ luật, ngoan ngoãn từ nhỏ. Bản tính bé cũng không quá nghịch ngợm hay quậy phá. Chắc hẳn nhiều người cũng đã biết nữ ca sĩ Lệ Quyên là đại gia khét tiếng của showbiz Việt khi sở hữu biệt thự, xe hơi, đồ hiệu và hàng loạt trang sức tiền tỷ. Chỉ tính riêng những lần khoe nhẫn kim cương của Lệ Quyên cũng đủ khiến công chúng phải hoa mắt. Chồng của Lệ Quyên là Đức Huy, ông chủ của một phòng trà nổi tiếng tại Sài Gòn. Con trai của nữ ca sĩ Lệ Quyên đã cao lớn gần bằng mẹ. Lệ Quyên từng chia sẻ rằng bộ sưu tập túi Hermes tiền tỷ của mình sau này sẽ để dành cho con dâu dù con trai mới 9 tuổi. Chắc hẳn cô gái nào sau này làm dâu nhà Lệ Quyên phải thật may mắn khi có người mẹ chồng vừa giàu có, tâm lý lại sẵn sàng cho con dâu khối gia sản không hề nhỏ như vậy. Con trai của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và chồng cũ Cường Đô La video liên quan bé Su Beo vốn nổi tiếng là một trong những kích thích con nhà sao. Có mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng sành điệu của showbiz Hồ Ngọc Hà và bố là đại gia phố núi Cường Đô La. Ngay từ khi mới sinh ra, Su Beo đã được sống trong nhung lụa giàu sang, được tạo mọi điều kiện tốt nhất trong cuộc sống. Su Beo theo bố mẹ đi du lịch năm châu bốn bể, rất rành rõi tiếng Anh vì được theo học ở trường quốc tế. Sau khi Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chia tay, Su Beo vẫn nhận được tình cảm từ cả bố lẫn mẹ khi cần. Dù bố mẹ đều đã có người mới, nhưng Su Beo may mắn khi được tình mới của đấng sinh thành yêu thương, chiều chuộng. Bé Su Beo, con trai của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La.
con gái của nữ ca sĩ Thủy Tiên, và cựu danh thủ Công Vinh nói đến những cậu ấm cô chiêu của showbiz Việt, chắc chắn không thể không nhắc đến bé Bánh Gạo, con gái của vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh. Bánh Gạo chào đời vào năm 2013, hiện tại đã được 7 tuổi. Tuy nhiên chưa ai biết được mặt mũi dung nhan của cô bé này ra sao, vì vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh không muốn công khai hình ảnh con. Tất cả hình ảnh về Bánh Gạo đều chỉ từ sau lưng hoặc qua giọng nói. Hiện tại Bánh Gạo đang sống cùng bố mẹ trong căn biệt thự rộng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và theo học trường quốc tế. Cô bé thường được bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi và bộc lộ sự thông minh, nhanh nhạy từ khi còn nhỏ. Dù con gái đã lớn nhưng Thủy Tiên và Công Vinh vẫn chưa có ý định công khai nhiều hơn về bé. Con trai của siêu mẫu Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn sau khoảng thời gian lăn lộn và tìm được chỗ đứng trong showbiz Việt, Lan Khuê lui về yên bề gia thất vào năm 2018 với chồng là doanh nhân giàu có John Tuấn Nguyễn. Đến cuối năm 2019, siêu mẫu đình đám này hạ sinh con trai đầu lòng cho nhà chồng. Ngay từ thời điểm mới lọt lòng, con trai của Lan Khuê đã là thiếu gia khi sở hữu gia thế bên nội lẫn bên ngoài không phải dạng vừa. Con trai của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn vừa chào đời đã được sống trong giàu sang phú quý. Gia thế nhà chồng của Lan Khuê cực kỳ khủng. John Tuấn Nguyễn là cháu trai của người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàng Cầu Trần Thị Hường Tư Hường, người đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường, với tài sản có thể lên tới hàng trăm triệu USD. Năm 2008, bà Tư Hường bỏ ra số tiền khổng lồ để đưa cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Hoàng Vũ Thế Giới về Việt Nam. Cùng với sự kiện Hoa hậu Hoàng Vũ là sự ra đời của sân khấu sắc đẹp, bà tỷ Crown Center cùng khu resort đẳng cấp quốc tế ở Nha Trang, với mức đầu tư lên tới 65 triệu USD. Về phía Lan Khuê, người đẹp sinh ra trong một gia đình nho giáo, có truyền thống hiếu học lâu đời. Bố mẹ của Lan Khuê đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông ngoại cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư, nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Năm 2014, Lan Khuê đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam. Năm 2015, Lan Khuê đại diện cho Việt Nam dự thi Miss World và nhận được giải Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất. PT, theo Thế giới Trẻ Let's Block Us, Oi.